một tác nhân gây bệnh phổ biến ở những người bị sơ nang kết hợp với một loại thuốc chống nấm có thể loại bỏ các bệnh nhiễm trùng nấm men khó điều trị trong nuôi cấy tế bào và cá ngựa vằn. Nghiên cứu tương ứng đã được các nhà nghiên cứu tại Đại học Maine công bố trên tạp chí Infection and Immunity. Candida albicans là một loại nấm men và là nguyên nhân phổ biến nhất gây nhiễm trùng nấm ở người. Nó thường được điều trị bằng một số chất chống nấm, tuy nhiên được biết là khó loại bỏ và có thể phát triển khả năng dung nạp thuốc nhanh chóng. Pseudomonas aeruginosa, một loại vi khuẩn gram âm ảnh hưởng đến khoảng 90% người lớn mắc bệnh sơ nang. Khi kết hợp với nhau, cả C. albicans và P. aeruginosa đều làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh ở những người bị sơ nang và những bệnh nhân thở máy. Những bệnh nhiễm trùng do đa vi khuẩn như vậy, những bệnh nhiễm trùng liên quan đến nhiều loại vi khuẩn khác nhau đang gặp nhiều khó khăn trong việc điều trị do sự hiểu biết còn hạn chế về cách tác nhân gây bệnh tương tác trong quá trình nhiễm trùng và những tương tác này ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả của thuốc. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu cách thức tương tác của C. albicans và P. aeruginosa khi có mặt thuốc chống nấm flacanazole trong cả nuôi cấy tế bào và cá ngựa vằn. Một mình flacanazole ngăn chặn sự phát triển của nấm trong các tế bào nuôi cấy. Tuy nhiên, vì nó không giết được nấm, những gì còn lại có thể phát triển khả năng kháng thuốc và cuối cùng tiếp tục lây lan. Trong quá trình thí nghiệm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi được sử dụng với sự hiện diện của P. aeruginosa, flacanazole có thể giết chết C. albicans trong cả đĩa Petri và cá ngựa vằn. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng vi khuẩn có thể tăng cường khả năng của flacanazole để loại bỏ một loài candida khác thường cũng kháng thuốc. Họ nói rằng phát hiện của họ được giải thích một phần là do khả năng điều khiển cân bằng nội môi bằng sắt của P. aeruginosa Họ lưu ý rằng đói sắt có thể thay đổi flacanazole thành một loại thuốc diệt nấm. Robert Wheeler, PhD, tác giả cao cấp của nghiên cứu. Ông nói thêm, vẫn còn rất nhiều điều để tìm hiểu về cách các mầm bệnh tương tác trong quá trình lây nhiễm và sẽ rất thú vị khi xem cách vi khuẩn xoay sở để làm việc với các loại thuốc để nhắm mục tiêu candida. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!